ngày 12 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thanh Bình, 35 tuổi, ngụ ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, khoảng 1 giờ ngày 1 tháng 11, Bình đến phòng trọ số 9 thuộc nhà trọ Kim Phụng, tọa lạc ở ấp Thống, xã Hòa Hương, huyện Cái Bè, gặp chị Nguyễn Thị Hồng Thuận, 31 tuổi, ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, cả hai xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi, xô xát. Lúc này, Bình dùng sợi dây điện siết cổ chị Thuận đến chết rồi bỏ đi và có ý định tự tử. Sau đó, Bình được gia đình khuyên ngăn và ra cơ quan công an đầu thú vào tối cùng ngày. Theo điều tra, Bình và chị Thuận đến thuê nhà trọ thắng của bà Nguyễn Kim Phụng, 44 tuổi, ngụ ấp Thống, xã Hòa Hương, huyện Cái Bè, vào đầu tháng 9 năm 2019 sống chung như vợ chồng. Bình đã có gia đình và đã có con. Thời điểm xảy ra vụ án mạng, chị Thuận vừa đi tắm xong và đang chải tóc. Bình đến ôm thì bị chị Thuận hất ra, sau đó cả hai lời qua tiếng lại với nhau. Bất ngờ, Bình đã dùng sợi dây điện trong phòng trọ siết cổ chị Thuận đến chết. Theo cơ quan công an, Bình khai nhận dùng dây điện siết cổ chị Thờ đến chết là do ghen.